Nói chuyện nha. Thứ nhất là mở kho, công ty không yêu cầu và không đề nghị bất cứ anh chị em nào đầu tư để mở kho cả. Mình không cần phải đầu tư các anh chị ạ. Không cần phải đầu tư. Đó. Cái thứ hai nữa là một một hộp của chúng ta có ba chai nhỏ, mỗi chai là 30 ml. À, đẹp, đẹp lắm. Đẹp lắm. Nhưng mà không khoe. Định khoe nhưng mà không khoe, tối mai khoe. Còn giá mà là bao nhiêu tối mai biết. Được chưa? Đây là 50% câu hỏi của bạn. Còn chiết xuất từ từ đâu thì xin mời Dr. Ngọc. À, mình chỉ nói riêng cái khúc chiết xuất thôi nha, mình không có nói thêm. Rồi, xin mời Dr. Vâng, xin chào tất cả các anh chị. Thì em xin trả lời câu hỏi của anh. Thì sản phẩm thì được chiết xuất bởi các thành phần dược liệu, trong đó có chiết xuất vì cây bạc hà, chiết xuất long não, chiết xuất ngải cứu, chiết xuất từ sapulin tam thất, và chiết xuất từ tinh chất của quế, và chiết xuất từ hoạt chất của khương hoạt của tinh dầu trầm. Cái tại sao mà vừa nãy anh chị hỏi là có một cái mùi thơm, anh vừa nãy có hỏi là có một cái mùi thơm rất dễ chịu và cảm thấy nó giảm cái sự căng thẳng mệt mỏi trên cơ thể, là bởi vì là trong dung dịch xịt xương khớp Suma thì trong cái quá trình mà chiết xuất và quá trình pha chế thì thành phần của dung dịch xịt có tinh dầu trầm và chiết xuất các hoạt chất từ tinh chất trầm, nên là sẽ tạo ra một cái mùi thơm và cũng là một trong những công nghệ và pha chế nước hoa tạo nên 3 tầng mùi. Nên là tại sao mà hương thơm có thể lưu được trên 8 tiếng. Hương thơm từ hoạt chất ấy, và hương thơm đọng lại đấy, nó có một cái mùi rất dễ chịu và một nồng ấm, thì đấy là các hoạt chất của tinh dầu trầm thì nó đều lưu được trên 8 tiếng. Và khi mà các hoạt chất đi vào cơ thể, ví dụ như là nano-cucumin, hoặc là các hoạt chất từ nano Liệt Điền, hoặc là một số các hoạt chất từ thủy điệp chính là con đỉa đấy. Đối với là hyaluronin trong con đỉa thì được em chiết xuất thì cái này thì nó là một trong những phương pháp chiết xuất, và cái thành công nhất của mình trong đó là mình lưu giữ được cái hyaluronin khi mình pha nó không bị tủa, và khi mà mình bao được trong các liposome thì các hạt liposome rất là nhỏ, bởi vì khi mà nó đã đi vào dưới da thì khi nó giải phóng ra thì nó sẽ giúp cho là quá trình lưu thông máu vào vị trí cơ quan đích rất tốt, và nó giúp cho các vết bầm tím hoặc là những cái khu vực mà khi mà anh chị bị đau mỏi thì sẽ, hoặc là bị bầm tím thì các vùng đau mỏi đấy và những vùng bầm tím đấy nó sẽ có những hiện tượng sưng và viêm, thì các hoạt chất ví dụ như hoạt chất từ khương hoạt, hay hoạt chất từ ngải cứu, hoặc là hoạt chất từ rễ tế tân, hay là hoạt chất từ độc hoạt, một số hoạt chất ở trong các thành phần dược liệu vì sản phẩm đấy thì được sản xuất hoàn toàn từ các chiết xuất được chiết ra từ các dược liệu nên là rất an toàn, và hai nữa là các phân tử hoạt chất của sản phẩm là rất là nhỏ, không phải là dạng cao hay là không phải là dạng mà phân phân tử mà khá là tinh khiết, nên là quá trình thẩm thấu rất là nhanh. Khi mà đi qua da thì mọi người sẽ cảm nhận, có nhiều anh chị em hỏi tại sao sản phẩm chỉ có khoảng tầm một cái thời gian rất ngắn mà đã cảm nhận được, bởi vì cái phân tử thuốc nó rất là nhỏ, được chiết xuất và được pha chế rất là nhỏ, và hai cái hyaluronin nó thẩm thấu, và ví dụ như chiết xuất từ bạc hà nó sẽ làm dịu, và khi mà anh chị xịt phát dưới da thì cái dung môi gồm có athenol rồi một số cái dung môi khác như butalon hay là một số dung môi là nó bay đi và nó sẽ làm lạnh cái khu vực mà anh chị bị đang đau mỏi hoặc là những bị chấn thương ấy, nó làm lạnh lạnh cái khu vực đi thì nó sẽ gói gọn. Đây là một cái trong những phương pháp mà cái vấn đề mà điều trị các vết thương và vết sưng, các vết bầm tím ấy, và các vết bị sưng nóng và kèm theo viêm. Một số những công nghệ hiện đại bằng những phương pháp mà chiết xuất là theo chuẩn theo dược. Các phương pháp chiết xuất hiện đại là không không dừng lại ở các phương pháp pha chế, từ nhũ hóa đến các phương pháp lọc lọc qua màng để các hoạt chất để nhỏ hơn cái kích thước lỗ ở dưới da, nên là nó đạt được những cái hiệu quả cao hơn là so với các sản phẩm đông y thông thường, và đạt những hiệu quả tốt hơn là so với các sản phẩm mà
được ví dụ như dầu gió hoặc là ví dụ như các sản phẩm như là cao su bóp thông thường, bởi vì nó nhỏ, các hoạt chất nó nhỏ hơn và nó tạo nên cái sự hiệu quả cao hơn, cái tính đậm đặc của hoạt chất nó lớn hơn. Ok, cảm ơn Dr. Ngọc.